anh nhờ chữ gì? Ngày mấy? 11 mồng 11 11 tháng 1 dạ. Chữ hơi bị đẹp. Chữ này là chữ xã. Xã xã bỏ. Dạ. Nè, chờ đóng dấu. Chờ đóng dấu. Đây là chữ mà mình đang chờ người để tặng mà từ Tết giờ đó. Chờ Tết giờ đó mới có người tặng đó. Tặng hai vợ chồng luôn nha. Dạ. Rồi, bạn nho đây. Dạ, ô, quá tuyệt vời. Chữ xã nha, chữ này hơi bị đẹp đó. Dạ, em cảm ơn anh Thành, quá tuyệt vời. Dưới này là nhâm dần nhưng mà viết sẽ đọc anh Thành cần viết hay lên. Dạ, đây là món quà đầu năm anh Thành tặng cho nho, cho vợ chồng nho. À, cho gia đình nho. Cảm ơn anh Thành, quá tuyệt vời. Chữ xã anh Thành ha. Xã. Xã. Xã theo kiểu xã bỏ hỷ xã. Dạ. Quá tuyệt vời. Cảm ơn anh Thành rất nhiều. Em cảm ơn anh Thành nha. Rồi. Nè, để cho rõ chữ. Tại nhà anh Thành ngày 11 Tết 2022. Dạ, quá tuyệt vời. Rồi em cảm ơn. Đây, Bắc Thành. Đây, Bắc Thành tặng quà cho Nho đầu năm nha. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn anh Thành. Cảm ơn gia đình anh Thành. Rồi. Hôm nay đến nhà anh Thành được quà. Quà quá tuyệt vời. Dạ, xin cảm ơn anh Thành. Em lưu lại làm kỷ niệm nha. Ừ. Dạ, chào anh.